Thanh niên rơi tiền giữa đường được người dân Đà Nẵng nhặt giúp không thiếu một xu. Hành động đẹp của những người dân Đà Nẵng đang được cộng đồng mạng tán thưởng và chia sẻ rộng rãi. Đoạn clip được camera một hộ dân ven đường ghi lại cảnh một nam thanh niên đang điều khiển xe máy thì đánh rơi một cọc tiền khi mật độ giao thông khá đông đúc. Lúc đầu, rất nhiều người đã dừng lại nhặt những tờ tiền rơi nên nhiều người nghĩ đây là cảnh tượng hôi của và tất nhiên, người đánh rơi số tiền trên cũng không phải ngoại lệ. Quá hoảng loạn nên anh này cũng cố lượm được chừng nào hay chừng đấy. Tuy nhiên, dai với dự đoán, mọi người nhặt tiền xong đã xếp gọn gàng và đem đến cho chủ nhân không thiếu một đồng. Chia sẻ sau lúc gặp nạn, người đánh rơi tiền là anh Nguyễn Văn Dương, 29 tuổi, làm nghề giao hàng cho biết, khi tới đoạn cầu hầm chui điện Biên phủ thì toàn bộ tiền hàng anh bỏ trong túi quần đã bị văng xuống đất. Tổng số tiền của anh là gần 10 triệu đồng, chủ yếu mệnh giá 200.000 và 50.000 đồng nên số lượng tờ tiền rất nhiều. Khi thấy tiền rải khắp đường, anh vội vàng xuống xe nhặt với hy vọng vớt được tờ nào hay tờ đấy. Lúc đang nhặt thấy mọi người đi xe qua dừng lại lượm tiền em hoảng quá kêu trời ơi mọi người ơi tiền của em nhà em nghèo lắm tiền đó tiền hàng không phải tiền riêng của em trời ơi mọi người ơi lượm dùm em lúc đó có nhiều người với sang đáp lại yên tâm tụi tôi lượm dùm chứ không lấy anh dương chia sẻ hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và nhận về nhiều lượt like của cộng đồng mạng đa số đều tỏ ra khen ngợi trước tinh thần nhân ái biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của người dân xứ sông Hàn quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện này hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận phía dưới video này nhé và đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật được những tin tức mới nhất